Trong thời gian 1 phút 30 giây, mỗi cặp chơi có 5 hình ảnh có đáp án kèm theo. Nhiệm vụ của người diễn tả là dùng hành động và lời nói để người đồng đội hiểu và gọi tên chính xác từ hoặc cụm từ đang được nhắc đến mà không vi phạm đến bất kỳ từ hay cụm từ nào xuất hiện trong từ khóa của chương trình. Mỗi từ hoặc cụm từ chính xác được cộng 10 điểm, sai bị trừ đi 10 điểm. Kính thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là vòng đầu tiên được mang tên Ai hiểu ai hơn. Chúng ta sẽ kiểm tra xem đội nào ăn ý với đồng đội của mình nhất. Chủ đề về hoa đây. Ở đây 5 người thì có tới 4 người đàn ông, chỉ có 1 người phụ nữ thôi. Mỹ Xoa chắc rành về hoa nhiều nhất đúng không em? Dạ, em thì cũng trồng rất là nhiều hoa ở nhà. Nhưng mà trồng thì thấy hoa đẹp thì trồng, chứ cũng không biết tên hoa là gì hết. Vậy hả? Dạ. Còn Ti Ti, nói về hoa thì ấn tượng như thế nào ạ? Tại vì từ trước giờ đi hát thì được các bạn tặng hoa thì hoa nào cũng thích và hoa nào cũng đem về nhà. Nếu mà hoa tươi thì đem về nhà để mình bỏ vô trong bình để mình chưng. Còn hoa giả đấy thì mình đem vào một cái nơi để mình trưng bày nó. Còn đội bên đây thì sao nào? Nói về hoa thì có ấn tượng gì với hai bạn không? Thật sự em có nghĩa là cũng không rành gì hoa cho lắm. Nhưng mà trước giờ mình có bày tỏ tình cảm của mình dành cho một người nào đó bằng những bó hoa chưa? Về hoa thì em tặng cho mẹ. Cho thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 chẳng hạn. Đa số hoa hồng đúng không? Hoa hồng. Các bạn có đi Đà Lạt chưa? Em dạ. Mới vừa đi Đà Lạt hôm qua về. Có chụp hoa, chụp hình hoa về không? Cũng có vài hoa thôi anh. Nhưng mà mình ít khi nào để ý đến tên của hoa đúng không? Dạ đúng rồi. Và bây giờ thì mời đội có nhiều kinh nghiệm sân khấu nhất là đội chủ nhà vào thi trước. Đội hình của đội chủ nhà đã sẵn sàng rồi. Mi Xoa sẽ là người đoán, Ti Ti sẽ là người gợi ý. Với hình thể đẹp như Ti Ti thì tôi chắc chắn là sẽ gợi ý rất là dễ đây. Chuẩn bị nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Hai chữ, động đậy á, động đậy kêu là cái gì? Rung động. Một từ, rung. Đồng nghĩa. Rung chuyển đẩy. Đây là góc cộng đúng không? Cột, đu đưa, đu. Không qua cho qua. Rung đưa. Rồi bỏ qua đi. Dễ nè. Hai từ. Cái con gì với biển? Cẩu. Trước cái từ cẩu. Hải. Đúng rồi. Hải quỳ. Cái gì ăn nó ngọt á, để là gia vị á. Hải đường. Đúng rồi. Hoa gì mà cắn đeo uống trà mà hay cắn á. Dương. Dấu gì? Dứa. Dương. Hai từ. Hướng dương. Dạ yeah, đúng. Giỏi quá. Bông gì hồi nãy bông gì cúng nè. Giang thọ. Vạn thọ cúng. Bông gì khác? Ba từ. Ở đằng sau là cái gì mà mình hay hoa đếm trà. Hoa gì? Cái gì nè, cái gì trong túi mình hay xài á. Hoa giấy. Hoa đồng tiền. Nào chúng ta kiểm tra đáp án nhé. Đầu tiên là lay ơn, rung động, lay chuyển. Tiếp theo. Hải đường chính xác 10 điểm. Tiếp tục. Hướng dương 20 điểm nè. Cúc đồng tiền, thật là đáng tiếc đã hết giờ rồi. Như vậy là các bạn đã có 20 điểm hợp lệ, cộng với 20 điểm tặng là 40 điểm. Chúc mừng đội chủ nhà. Hai bạn song sinh, với đề bài này tôi em nghĩ là mình làm tốt hơn anh chị không? À cũng ba câu. Dạ. Nghĩ mình sẽ được 3 cái. Nào, chứng tỏ điều đó nha. Rồi, cảm ơn đội chủ nhà, xin mời đội khách mời vào vị trí. Với đội hình này thì đội khách mời đã sẵn sàng. Nhân sẽ là người đoán, Nghĩa là người gợi ý. Rút kinh nghiệm đến từ đội chủ nhà nha. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Có hai từ, hoa đi cúng, dẫn thọ. Đúng rồi. Hay quá, hoa đi cúng dẫn thọ luôn chưa thì. Họ xây nhà bằng dịp. Gạch. Không, nhưng mình đứng đây trộn á. Xi măng. Không. Cát. Đúng rồi. Cát tường. Đúng rồi. Hay quá. Trời ơi, ghê thiệt. Đổ gì? Đổ quyên. Không, đổ người ta thường đổ gì? Đổ xuống. Không. Đi quan á. Thi quan. Quan thi... á, làm quan họ đổ. Cho quan. Ba từ. Không có cho quan. Cho quan. Khó à. Ba từ. Mùa gì sắp đến? Xuân. Đó là từ rồi. Thứ ba. Từ đầu là cái bấp. Bấp. Nụ. Đúng rồi. Nụ tâm xuân. Đúng rồi. Ghê thiệt. Quay lại cái kia. Đúng rồi. Thấy làm quan. Trạng. Nguyên. Đúng rồi. Tiếp nào. Đây là một loại hoa. Anh Thành có đọc thoại bài gì đó. Đọc thoại. Mới đọc thoại đây. Lan gì điệp? Lan hoa lan. Ba từ. Thay gì? Cái này cái ao. Hồ. Lan hồ điệp. Trời ơi. Xuất sắc. Khủng khiếp chưa? Nào chúng ta kiểm tra lại đề bài. Đầu tiên là dạng thọ chính xác 10 điểm. Tiếp theo cát tường 20 điểm. Trạng nguyên hợp lệ luôn 30 điểm. Nụ tâm xuân 40 điểm.
Và đây, Lan Hồ Điệp, khúc này hết giờ rồi nên không được tính điểm. Dạ. 4 đáp án đúng, 40 cộng 20 là 60 điểm. Chúc mừng đội khách mời.